Rồi cả nhà ơi, Dân Quý xin kính chào cả nhà YouTube thân mến nha. Buổi chiều hôm nay là Dân Quý buổi tối chứ, hôm nay là bây giờ là 6 giờ mấy tối chủ nhật rồi. Bán đi thi mở cửa hoạt động từ 12 giờ rưỡi cho đến 10 giờ tối cả nhà. Thì Dân Quý sẽ review một cái clip ở quán thi nha. Lúc nãy Dân Quý có review một clip rồi, bây giờ lúc nãy là cái clip kia có nhạc không ạ cả nhà. Không biết có bị bản quyền không nữa rồi, Dân Quý quay cái clip này lại, clip này là thi tắt nhạc rồi nè. Thì đang quay clip YouTube ở trong đó cả nhà. Ở đây chúng ta thấy order nha, quán bây giờ order cầm bill đi vào là rất là gọn, như không có như là lúc trước cả nhà. Lúc trước thì nó hơi lộn xộn xíu, còn bây giờ thì chúng ta order ở đây rồi cầm bill đi vào trong là sẽ được nhân viên phục vụ rất là nhiệt tình như cả nhà. Đây. Chúng quý thấy có cơm chiên tỏi, cơm chiên hải sản nè, mì xào hải sản, rồi ốc nướng sốt, ốc hương sốt trứng muối, rồi mực chiên giòn ở này, cơm chiên bò, ơi tôm chiên bò chứ, theo quý đọc nhầm thành cơm chiên bò. Đây cả nhà ơi, khách đến bây giờ, lượng khách đến rất là đông nha cả nhà. Bây giờ là hơn 6 giờ tối rồi, tầm khoảng 8-9 giờ á mới đông. Lúc nãy quý thấy có bé ngồi đây đi về, ăn xong mới về rồi. Lúc nãy quý thấy có trai đẹp giao đu đủ rồi cả nhà. Nhân viên giao đu đủ, giao lại cho quán á. Thì ở đây thì thấy có rất là nhiều bé nè, nhiều bé nó đi ăn nữa nè cả nhà. Thì hôm nay thì người ta đến quán, một là đến siêu thị On với lại quán của Thi thì rất là đông. Thì hôm bữa thì ông Dân Quý đang ngồi ăn á, thì ra thì nói ông Quý là bảo kê. Vậy như thì chọc ông Quý á cả nhà. Đấy, nè có mấy bé nhân viên mới không mà, đa số là Dân Quý thấy nhân viên mới không mà. Nhân viên cũ chắc nghỉ hết, một số nhân viên cũ nghỉ hết rồi. Hồi đó có mà bé Đạt, rồi bé Huệ, rồi Diễm Hương nữa, mà giờ mỗi một nhân viên là đi một hướng hết rồi. Ở đây là số 55 đường Minh Phụng đó cả nhà, của phường 5 quận 6 á. Cái hướng này á là nếu mà chúng ta đi thẳng á, đi ra qua cổng quán, ra cửa quán mà quẹo phải đi thẳng luôn á là sẽ gặp cái chỗ làm hồi đó Dân Quý á. Là tại giờ đó Dân Quý là lên làm ở trên số 88 đường Phạm Phú Thứ. Là Phạm Phú Thứ xong rồi tới đây là đường này, là đường Minh Phụng, nói tiếp là đường Minh Phụng luôn á cả nhà. Đấy. Chút nữa là tôi sẽ ra, là tôi ra ta. Ra tôi quay video ngoài này nè. Cái đường này cũng rất là đông, cái đường này, đường Minh Phụng này rất là đông khách về đêm. Đấy. Rất rộng, rộng hơn 546, 546 rồi đó chặt hơn, tại vì với lại là cái mặt bằng ở đây nó rất là rộng, rất là lớn, thuê cái giá rất là cao. Còn đó 546 thì nó hơi chặt hơn ở đây. Còn hôm nay Dân Quý không có thấy bánh lăng luôn nha. Bữa giờ bánh lăng mà Dân Quý mua ăn no quá luôn. Tại vì ăn Dân Quý, bữa Dân Quý ăn một phần gỏi, một phần cơm, rồi ăn thêm hai cái bánh lăng nữa. Rồi ăn xong nó muốn xỉu luôn cả nhà. No. Đây. Lần này Dân Quý chỉ có mua cơm với lại cơm chiên tỏi với lại mà trà tắc thôi. Tại vì hồi tối Dân Quý về Bình Chánh Dân Quý mua nữa, cho nên là thôi Dân Quý không có mua nhiều ở đây. Dân Quý mua một phần thôi. Này rất là đông khách nha cả nhà. Trang trí quán rất là đẹp, cái tông nổi bật nhất là màu vàng, tôi thích màu vàng.
ở bãi xe ngoài trước thì dân quý tính đậu xe ngoài trước, dân quý review lấy trực tiếp á, nhưng mà không chỗ đậu ở nhà. Tại vì ở ngoài trước á là người ta hai bên là nhà của người ta ba cửa hàng á, cho nên là không có đậu được. Còn hồi đó ở 546 á, 546 thì có cửa hàng người ta đóng cửa cho nên dân quý đậu được, còn đây thì ta mở cửa suốt luôn cho nên là không có chỗ đậu. Cho nên là cũng rất là khó, mà khi mà đậu ngoài đó quay clip cũng rất là khó. Thường nhân quý quay mà quay gọi là cái này gọi là tí giống như gọi là quay clip mà quay lén á, hay như quay mà không có cho người ta thấy á, cho nên là nhiều khi có người ta cũng ngại đúng không, nhiều khi quay phim ngay khách người ta cũng ngại, người ta cũng thích. Cho nên hồi đó là đa số là nhân quý quay vậy không á, giống như nhân quý quay mà không để cho khách ta biết. Tại Shopee Food chúng ta có thể đặt trên app Shopee Food với lại Grab Food tất cả nhà đấy. Thì hồi đó là dân quý cũng hay lấy đơn của quán này nè, dân quý chạy bên Grab Food đấy. Còn bây giờ là đó, tùy thì gà tới nè cả nhà, tùy thì gà tới nè, gà tới được à, tùy gà tới được à. Đây đây ra này cả nhà. Tao đưa tiền rồi. Vậy thì ra giao lưu với khách thì cả nhà. Đây. Bây giờ quay. Bây thì đang ôm trai đẹp rồi cả nhà. Tiếng đồ. Thường quán thi mở nhạc mà nhạc bản quyền không ở nhà, cho nên là quay những cái clip là bản quyền không à. Em quý xóa rất là nhiều clip luôn á, tại vì đa số là clip bị bản quyền không à. Cũng rất là nhiều YouTuber đến đây quay từ thi, nhưng mà quay thì không có nhiều bằng, không có nhiều như là trên khu Đại Nam. Hôm bữa em quý lên Đại Nam, lên khu Đại Nam á là có rất là nhiều YouTuber quay ở trên đó. Đây này. Này. Bây thì vô bàn ngồi ăn với khách luôn rồi. Đây, chai đẹp vô được cả nhà, chai đẹp vô ăn rỗi nè. Đây. Rồi rất là nhiều, đây rất là nhiều trai đẹp với gái xinh luôn á, đây trai đẹp này, trai đẹp ha. Sách đồ cái gì? Đồ qua em ở. Hai đồ qua em ở. Đồ theo em không đó. Đồ theo em không? Rồi em. Rồi. Đi làm người không đó, sao chỉ gọi chỉ còn đi. Tôi cứu đồ quá. Rồi. 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 Rồi
đón con ông bà nó bây giờ chạy đẹp với cả nhà đâu rồi chạy đẹp rồi mọi người order đi nha chạy đẹp hôm ba người ta hôm chồng ta mẹ ra ngồi quay phim nữa em quay em tiếp ở đây trời dễ thương quá trời em ơi đó tôi thi ghẹo chai mà đau bụng luôn đó nha. Ở dưới đẹp nè. Đây đây nhà rồi. Đây đây kẹo chai mà nghe mà đau bụng luôn đó nhà. Tại vì tôi nói chuyện cũng rất là tiếu lâm. Nó mở cầm. Thôi chơi đẹp là chơi đẹp với anh gọi. Xỉu luôn rồi kìa, ai xỉu luôn kìa, ai xỉu luôn rồi. Quá trời chơi đẹp luôn, chơi đẹp quá trời rồi nha ơi.